Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được một lô sản phẩm, toàn là sản phẩm của dòng BMW. Với model này thì các bác từng biết rồi, model của 450C nhé. Dòng này sở hữu một bát 25 và hai tép. Với đặc trưng của dòng 450C, tép là thiết kế cái họng thì rất chi là lỗi rồi, nên là phần giải cái giải tép nó rất chi là đều, nghe rất chi là êm tai. Với sản phẩm này thì toàn sản phẩm hàng bãi, đẹp leng keng luôn nhé các bác nhé. Những chiếc lưới nó là hàng bãi rồi, về bên em sẽ phải tháo ra và giặt giũ cho nó sạch sẽ. Và trong cả một lô này thì toàn là những cái sản phẩm vẫn còn nguyên gân nhé, nguyên gân zin. Bác nào thích sử dụng gân zin thì lô này thì đảm bảo là 100% là còn nguyên gân hết, tại vì bên em lựa chọn những sản phẩm còn nguyên gân cho những bác nào thích gân zin. Và những chiếc gân zin này thì độ bền của nó thì nó vẫn chỉ được thời gian, nó cũng không được lâu dài đâu. Những bác nào thích nguyên thì cứ sử dụng về sản phẩm nguyên của nó nhé. Khi nào nó hỏng thì các bác thay gân sau, nó cũng không ảnh hưởng gì về cái gân của nó. Và với những sản phẩm đẹp leng keng này thì bên em đang cung cấp có giá là 5.700.000. Những bác nào có nhu cầu về những sản phẩm BMW 450C này thì các bác cứ alo cho Cao Trung nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em sẽ quay sát vào để các bác xem cái vẻ đẹp của những sản phẩm còn nguyên mộc, nguyên chất bãi nhé. Đây ạ, gân của nó vẫn còn rất chi là ok nhé. Nhưng mà độ bền của những chiếc gân này thì bên em cũng không biết là nó bền được đến chừng nào. Khi nào hỏng thì các bác thay sau. Bên em kiểm tra nó vẫn đánh được rất chi là ok. Quá đẹp nhé, chỉ lau chùi vệ sinh, lau chùi bụi bẩn thôi. Đây ạ, những bụi bẩn này. Đấy, bụi bẩn này. Bên em sẽ lau rẻ ẩm, vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Đấy, rất chi là đẳng cấp nhé. Bên em mới khui ra những chiếc tem của nó rất chi là đẹp. Đấy, những chiếc tem của dòng 450C nó đẹp lắm các bạn. Đấy, hàng xịn nhá. Các bác nhìn nó có sự tinh tế, sự khôn của nó khác hoàn toàn những cái sản phẩm khác. Quá tuyệt vời nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm hàng bãi xịn, các bác alo cho em nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và với video sau em sẽ giới thiệu về những sản phẩm loa lời.